Vừng đen tuy nhỏ nhưng nó mang lại cho chúng ta rất là nhiều những cái công dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Nó chính là một cái loại thuốc rẻ tiền tự nhiên giúp cho các cô bác chúng ta có thể chống lão hóa, làm đẹp da và xanh tóc. Khi mà các cô bác chúng ta ăn cái hạt vừng đen đều đặn theo hai cái cách mà Dịch Sư Lan kể ra trong cái video này thì các cô bác anh chị chúng ta sẽ giảm được những cái lếp nhăn ở trên khuôn mặt, chúng ta không còn khô da, ngứa da. Không những thế, các cô bác cũng có thể là giúp cho chúng ta trẻ lâu hơn và có thể tăng cường cái tuổi thọ tốt hơn. Thế thì sẽ có hai cách giúp cho các cô bác anh chị chúng ta có thể trẻ lâu và kéo dài tuổi thọ nhờ vào cái hạt vừng đen. Cách thứ nhất đó chính là chúng ta sử dụng hạt vừng đen đem rang chín lên, sau đó chúng ta giã nhỏ thành bột, không cho thêm muối và sử dụng để ăn đều đặn hàng ngày. Các cô bác có thể là bắt đầu ăn với tầm cỡ 20g, tương đương với cỡ là 3 cho tới 4 thìa cà phê. Sau đó thì chúng ta sẽ tăng dần lên tới tầm khoảng 40g, kéo dài trong cỡ từ 4 cho tới 5 tháng thì chúng ta sẽ thấy cái hiệu quả rõ rệt. Cách thứ hai đó chính là chúng ta sẽ sử dụng cái hạt vừng đen đem nấu cùng với đậu đen, đậu xanh, đậu đỏ, đậu tương, hạt dẻ và đại táo. Mỗi vị khoảng tầm 30g và thêm cỡ tầm 50g gạo tẻ nữa. Rồi chúng ta bắt đầu nấu thành cái cháo loãng thôi và ăn khi còn nóng. Cô bác nào mà thấy nhạt thì chúng ta có thể là thêm một chút muối hoặc là thêm một chút đường, nhưng mà không nên là thêm quá nhiều. Và chúng ta nên ăn liên tục trong tầm 1 tuần rồi nghỉ 1 tuần, sau đó thì lại lặp lại cái chu kỳ như vậy. Vừng đen thì nó đặc biệt tốt dành cho các bác mà chúng ta cao tuổi. Trong đông y ấy, thì vừng đen có tính bình, vị ngọt, có công dụng giúp giải độc rất là tốt. Và người ta hay sử dụng cái hạt vừng đen để chữa các chứng về bệnh can thận bất túc, bệnh mãn tính suy nhược thần kinh và suy nhược cơ thể, thiếu máu, thiếu sữa, râu tóc bạc sớm, da vàng, da khô, tăng huyết áp và cả táo bón nữa. Riêng đối với các chị em phụ nữ ấy, thì khi mà chúng ta sử dụng cái hạt vừng đen đúng cách thì nó sẽ giúp làm giảm đi những cái nếp nhăn rất là rõ và nó sẽ giúp cho cái da của chúng ta trở nên căng mọng, tràn đầy sức sống. Đồng thời thì cái tóc của chúng ta nó cũng xanh đen nóng ả hơn, cơ thể trở nên khỏe mạnh từ trong ra ngoài. Từ đó nó sẽ giúp cho các chị em kéo dài được cái tuổi thọ của chúng ta lâu hơn. Các cái nghiên cứu của y học hiện đại thì hiện nay người ta cũng cho thấy là cái chất có tên là anthocyanin, một cái chất chống oxy hóa rất là mạnh có trong cái vừng đen, thì nó có vai trò vô cùng quan trọng trong việc là giúp cho các cô bác chúng ta trẻ lâu hơn và giúp tăng cường tuổi thọ tốt hơn. Đặc biệt, chúng cũng giúp cho chúng ta có thể phòng tránh ung thư và tốt cho những người mà chúng ta có đường huyết cao, giúp ngăn chặn tiểu đường, kháng khuẩn, chống viêm và chống béo phì rất là tốt. Mặc dù là khi mà chúng ta sử dụng cái hạt vừng đen nó rất là tốt như vậy, nhưng mà cũng sẽ có một số những cái lưu ý khi mà các cô bác sử dụng để tránh gây hại cho sức khỏe. Cái lưu ý đầu tiên đó chính là cái hạt vừng đen thì nó thuộc tính hàn. Và nếu như mà những người chúng ta thuộc thể hàn mà lại sử dụng quá nhiều thì nó dễ dẫn tới tình trạng chúng ta bị đi ngoài phân lỏng. Và nếu như mà chúng ta dùng lâu dài thì nó sẽ làm hỏng cái đường tiêu hóa. Do đó những người mà chúng ta thuộc thể hàn ấy thì hết sức chú ý khi mà chúng ta sử dụng cái hạt vừng đen. Thứ hai đó là những người mà chúng ta có cái tiền sử huyết áp thấp thì chúng ta không nên dùng. Bởi vì vừng đen thì nó chứa nhiều cái magie, nó sẽ giúp làm giảm cái huyết áp, có thể gây ra tình trạng là chúng ta bị mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt. Thứ ba, đó là khi mà các cô bác chúng ta sử dụng cái hạt vừng đen, nếu như mà thấy là chúng ta bị mẩn ngứa, bị đau đầu thì tốt nhất là chúng ta nên ngừng sử dụng. Thứ tư, đó là những người mà bị viêm tắc tĩnh mạch, huyết khối, đông máu thì các cô bác cũng nên hạn chế cái việc mà dùng cái hạt vừng đen. Và thứ năm, đó là khi mà các cô bác sử dụng cái hạt vừng ấy thì chúng ta cần phải phối hợp dùng cùng với cái tinh bột. Ví dụ như là chúng ta ăn cái hạt vừng cùng với cơm này hay ăn cùng với cháo này thì nó sẽ tốt hơn so với việc là các cô bác sử dụng cái vừng đen đơn độc không. Tóm lại thì cái hạt vừng nó rất là tốt cho sức khỏe nếu như mà các cô bác chúng ta sử dụng đúng cách. Và nếu như mà chúng ta vừa muốn trẻ lâu vừa muốn sống thọ hơn thì hãy tận dụng tối đa cái loại hạt nhỏ mà có vỏ này nhé. Nếu như mà thấy video này hữu ích, các cô bác anh chị hãy đăng ký theo dõi kênh của Dịch Sư Lan và giúp Dịch Sư Lan chia sẻ cái video này để cho mọi người chúng ta cùng khỏe mạnh nhé. Dịch Sư Lan khỏe hơn, vui hơn mỗi ngày. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Dịch Sư Lan ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các cái video tiếp theo, các bạn có thể đăng ký kênh của Dịch Sư Lan ở hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể xem các cái video khác của Dịch Sư Lan ở phía bên tay trái và phía bên tay phải. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.